Sau khi có thông tin về trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn, ngành y tế Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã tiến hành phong tỏa thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, tổ chức phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ hộ gia đình bệnh nhân. Tính đến 7 giờ sáng nay, Sở Y tế Hải Phòng và các cơ quan liên quan đã truy vết, cách ly y tế 12 người F1 của trường hợp nghi nhiễm này. Các địa phương có liên quan đang khẩn trương truy vết F1, F2 để thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm sớm, tổ chức phun khử khuẩn các địa điểm bệnh nhân đã đi qua, mở rộng xét nghiệm các trường hợp liên quan để phát hiện sớm các ca lây nhiễm bệnh. Bệnh viện Giao thông Vận tải đã phong tỏa ngừng tiếp đón bệnh nhân, lập danh sách nhân viên y tế, bệnh nhân tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm để đưa đi cách ly tập trung, lập danh sách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám và điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vận tải từ ngày 6 tháng 2 trở lại đây để gửi cho các địa phương thực hiện rà soát F1, F2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là ổ dịch mới bùng phát tại Kim Thành, tỉnh Hải Dương, giáp danh với huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã yêu cầu rà soát truy tìm các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đúng sự thật. Tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, có trên 100 công dân từ Hải Dương về nhưng không xác định rõ được thời điểm. Thành phố Hải Phòng đã thông báo khuyến khích nhân dân tố giác công dân từ Hải Dương về Hải Phòng hoặc công dân Hải Phòng đi Hải Dương và quay trở lại từ ngày 16 tháng 2 đến nay đang cư trú trên địa bàn mà không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đúng sự thật. Các tổ chức cá nhân cố tình che giấu chứa chấp các công dân nói trên sẽ bị xử lý hành chính ở mức cao nhất và xử lý hình sự nếu phát hiện dương tính với COVID-19. Trường hợp các tổ chức và cá nhân cố tình che giấu chứa chấp công dân trong diện này sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi nhận được thông tin về ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn, sáng nay ngày 22 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp đột xuất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Theo đó, các địa phương nơi có ca dương tính thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương liên quan đến lịch trình của ca dương tính thực hiện theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.